tổng quan về thế giới của Kabuto trước khi sự kiện trong toàn bộ series diễn ra. Một vụ rơi thiên thạch vào 7 năm trước, nó rơi vào thẳng thành phố Shibuya. Ngoài thảm họa sau khi thiên thạch rớt xuống, nó còn mang theo một dạng sinh vật sống mới, đe dọa tới toàn bộ loài người. Bọn chúng được gọi với cái tên Worm. Điều đặc biệt đáng sợ không phải là sự ngoan dạ đến từ đám Worm. Bọn chúng có khả năng sao chép hoàn toàn sinh vật bị chúng tấn công, bắt chước họ từ tính cách, thói quen cho đến cả ký ức. Điều này khiến cho trái đất lâm vào tình trạng hết sức nguy hiểm khi chúng ta không biết được đâu là Worm và đâu là con người. Cũng chính ngày định mệnh ấy, cậu nhóc mang tên Tendo Soji, bằng một sự kiện nào đó, cậu ta đã có một động lực thôi thúc cậu ấy tiến về phía trước để luôn luôn phát triển, luyện tập chăm chỉ hàng ngày, chờ đợi đến một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai 7 năm sau. Và chính chàng trai ấy sẽ được Kabuto Zetter chọn và trở thành Kamen Rider Kabuto. Quá trình chiến đấu của Kabuto, anh ấy đã gặp gỡ rất nhiều người, bao gồm cả những Rider cũng như tổ chức còn lại chống lại Worm Z, những kẻ tạo ra Rider System. Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm của Kabuto, sức mạnh của con người để chống lại thế lực Worm cũng không phải là không có. Cùng với một loài sinh vật khác nhằm tạo ra một vũ khí chống lại Worm, Bucket Rider System. Nó bao gồm hai phần, một dụng cụ đeo cầm nắm của những Rider kết hợp cùng với Zester. Chúng sẽ luôn bay đến bên cạnh người chúng chọn để giúp họ chuyển hóa trở thành Common Rider. Tất cả những Zester này đều mang hình dáng côn trùng, trừ Sasuke vì anh ta là bọ cạp. Đây là một loài động vật thuộc lớp hình nhện, nhưng có vẻ như nhện cũng như bò cạp thường sẽ được đem vào những bộ phim. Vì những người không tìm hiểu chuyên sâu, họ rất có thể sẽ nhầm tưởng bọn chúng là côn trùng chứ không phải là những loài vật thuộc chi khác. Mỗi Rider sẽ có một dụng cụ biến hình khác nhau. Riêng Kabuto Gatek đặt Kabuto sẽ sử dụng Driver. Ngoài công dụng để gắn Kabuto Zester, chiếc lưng còn hỗ trợ hai phần đặc biệt, phần bên phải để kích hoạt Clock Cup, cũng như một miếng đệm kết hợp với Hyper Zester nâng cấp bên Final Form Hyper Kabuto. Kabuto là vũ khí nhân loại chế tạo nhằm chống lại Worm. Đó là thành quả nghiên cứu cũng như hy vọng to lớn nhất của loài người nhằm đánh bại loài sinh vật nguy hiểm này. Trước khi Kabuto xuất hiện, nhân loại chiến đấu bằng lực lượng Z-Dropper, những chiến binh tinh nhuệ được đào tạo bài bản với một bộ giáp đen bao phủ từ đầu đến chân. Vũ khí là một khẩu súng gắn trên tay, giúp bọn họ linh hoạt trong việc chiến đấu và luôn tấn công Worm theo đội hình. Nhận được một chiếc hắc lưng đặc biệt trong tình huống nguy cấp khi cả đội gần bị quét sạch, Anata, Second Rider Kaurogatek, lúc này anh ta chỉ là người bình thường. Với quyết tâm của mình cũng như sự liều lĩnh, anh ấy đã giành lấy chiếc Driver và quyết định tham chiến. Nhưng khi Kabuto Zetter chuẩn bị rơi vào tay anh ta để chuyển hóa thì không, chuyển tới tay người được chọn, kẻ đang được mặt trời sôi rọi, Tendo Soji. Anh ta đã không chần chừ và chụp lấy nó, chuyển hóa Henshin trở thành Kabuto.